Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những lợi thế cần biết từ SASE. Trong nội dung này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm nhìn sứ mệnh, nguyên tắc làm việc và những lợi thế cạnh tranh khi chúng ta hợp tác với SASE. SASE chính là tên viết tắt của Viện Đào tạo, Khởi nghiệp và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Cao. Mô hình hoạt động của Viện chính là phỏng theo mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Đội ngũ đào tạo là những giáo sư, tiến sĩ trong các lĩnh vực ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đào tạo khởi nghiệp. Liên kết hợp tác với các tổ chức, các trường cao đẳng đại học, các trường đào tạo nghề có uy tín trong nước và quốc tế. Slogan của SASE là vững bước, vững tin, cùng bước đi. Know less today, success tomorrow. Với khách hàng và đối tác thì SASE sẽ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thành công kết nối với các doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, giúp cho xã hội giải quyết được việc làm cho người lao động thông qua các chương trình hợp tác, du học, nghề Đức. Sứ mệnh với cán bộ công nhân viên khi mà tham gia hợp tác cùng SASE thì SASE luôn xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện phát triển tài năng, nhân cách và có thu nhập cao, là niềm tự hào của Viện, gia đình và các thế hệ kế cận. Đối với xã hội, SASE luôn nỗ lực không ngừng nhằm mang đến cho nhân dân Việt Nam những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng tầm giá trị nhân cách thương hiệu Việt. Tầm nhìn của SASE là trở thành một viện đi đầu trong lĩnh vực đào tạo khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới toàn cầu hóa. Nguyên tắc làm việc của SASE là đoàn kết, hòa hợp. Mục tiêu chung là trên hết, làm nhiều hơn mong đợi, chủ động trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh, chịu trách nhiệm 100%, luôn suy nghĩ tích cực, tập trung vào những gì mang lại hiệu quả cao, giữ uy tín như là giữ mạng, đam mê học hỏi không ngừng cải tiến, văn bản hóa, quy trình hóa và tự động hóa. Chúng ta sẽ tìm hiểu những giá trị cốt lõi mà SASE hướng đến, đó là gì? Về quan điểm, con người đi trước, công việc đi sau, con người là nguồn lực đầu tư và là tài sản quý giá nhất của Viện. Nhiệt tình hết mình làm việc, làm hết việc chứ không làm hết giờ, quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng và tuân thủ các quy định theo đúng thiên luật, đó là luật nhân quả, nhân luật đó là những quy định và pháp luật. Giá trị cốt lõi là SASE tin rằng hoạt động bằng những giá trị vững chắc chính là chìa khóa của thành công, với tiêu chí hoạt động là uy tín, chất lượng, đạo đức, liêm chính và trí tuệ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn những nguyên tắc của SASE. Đầu tiên là nguyên tắc làm việc: tận tâm, tận tình, trung thực, chuẩn xác, lấy kết quả công việc làm thước đo, giá trị công việc mang lại cho xã hội làm động lực. Nguyên tắc hành xử khi làm việc: về thông tin chính thống qua email, văn bản, theo trình tự mới được xử lý. Về phản hồi chậm nhất trong vòng 48 giờ, trường hợp chưa xử lý được thì sẽ có lịch hẹn. Không được im lặng, không được trả lời là ok mà phải có nội dung xác nhận. Ví dụ, tôi đã nhận được tin nhắn, tôi đã nhận được email. Viện chỉ hỗ trợ công việc khi có kế hoạch cụ thể về thời gian, tiến độ và cách thức thực hiện. Nguyên tắc làm việc với khách hàng: giao tiếp, chuyên nghiệp, lễ phép, nhã nhặn, tư vấn tận tình và cung cấp thông tin một cách cụ thể về thời gian, tiến độ và cách thực hiện. Nguyên tắc đối xử với đồng nghiệp: hợp tác, giúp đỡ, cùng sẻ chia. Nếu xảy ra mâu thuẫn nội bộ, cần được đưa ra làm rõ trách nhiệm, thẳng thắn trong đối thoại và tôn trọng đồng nghiệp. Ứng xử đúng mực với cấp trên và đồng nghiệp, tôn sùng công việc, đối tác, lãnh đạo. Về nguyên tắc giao nhận: đối với chứng từ, công văn, hồ sơ, phải có chữ ký và xác nhận của người nhận. Nếu nhận từ phụ huynh và học sinh, phải viết giấy biên nhận cho người nộp và ghi lại vào sổ của mình. Đối với tiền, phải có hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi và có chữ ký của cả hai bên, bên nhận và bên giao. Khi nhận và giao phải đúng đủ số lượng, kiểm tra lại trước khi bàn giao và nhận. Nguyên tắc về hình ảnh: đeo thẻ, ra và vào làm việc theo quy định của Viện.
Với những tài liệu hình ảnh đã cũ không còn phù hợp thì không được sử dụng. Không sử dụng hình ảnh thương hiệu của viện vào mục đích khác nếu gây hại tới viện sẽ xử lý theo pháp luật hiện hành. Nguyên tắc làm việc gửi thông tin. Nguyên tắc về việc gửi thông tin: văn bản từ viện gửi đi theo đường bưu điện hoặc email hoặc giao nhận trực tiếp. Văn bản nhận về viện sẽ xử lý theo đường bưu điện hoặc email hoặc giao nhận trực tiếp. Các kênh giao nhận thông tin khác như gọi điện, nhắn tin, Zalo để phục vụ công việc hàng ngày một cách tiện lợi chứ không được coi là một kênh thông tin chính thức và được chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ xét những lợi thế cạnh tranh khi hợp tác cùng Sassy. Sự khác biệt lớn giữa việc học ở Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức như sau. Về thời gian và hiệu quả. Khi học tập tại Việt Nam, thông thường là từ 4 đến 5 năm, nhưng mà cơ bản là không tích lũy được tài chính. Du học nghề tại Đức, nếu học trong 2 đến 3 năm thì tích lũy khoảng được từ 500 đến 1 tỷ đồng Việt Nam. Yếu tố thứ hai đó là trình độ và bằng cấp. Nếu tốt nghiệp tại Việt Nam thì sẽ được cấp bằng chuyên ngành. Còn tốt nghiệp tại Đức thì sẽ được cấp hai cái bằng, một là bằng ngoại ngữ, hai là chuyên ngành được quốc tế công nhận. Về chi phí học tập tại Việt Nam cho 4 đến 5 năm trung bình nó rơi khoảng 300 đến 350 triệu. Còn du học nghề tại Đức thì trung bình 2 đến 3 năm thì chi phí đầu tư là khoảng 200 đến 250 triệu. Đầu ra sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam thì khó có thể xin việc. Điều này chúng ta có thể thấy là tỷ lệ sinh viên tại Việt Nam ra trường đến 70% là không có làm đúng chuyên ngành của mình hoặc rất khó có thể xin việc, chưa nói đến tỷ lệ thất nghiệp khá là cao. Nhưng khi mà sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức thì ở lại Đức làm việc hoặc là về Việt Nam làm việc với các doanh nghiệp có chất lượng cao hơn. Yếu tố thứ năm đó là lương chính thức sau khi tốt nghiệp thì trung bình khoảng đâu đó rơi vào 3 đến 6 triệu với thu nhập của một sinh viên sau khi ra trường tại Việt Nam. Còn sinh viên sau khi ra trường, học viên sau khi ra trường học nghề tại Đức thì trung bình đâu đó khoảng 70 đến 120 triệu. Vậy khi chúng ta xét đến những cái mức độ khác biệt giữa học ở Việt Nam và học ở Cộng hòa Liên bang Đức thì chúng ta đã có những cái bài toán để nói lên một cái sự thật, đó là nếu như ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được du học nghề, có cơ hội được thay đổi và hướng đến nó giống như một bước ngoặt trong cuộc đời và có cơ hội để thực hiện những cái ước mơ hoài bão để vì một cái ngày mai tươi sáng hơn, thì chúng ta sẽ có câu trả lời và chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để so sánh và đánh đổi, đúng không ạ? Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu 11 lý do chọn du học nghề Đức tại Sassy. Lý do số 1 là Sassy là một đơn vị đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và các kỹ năng và trực thuộc là Viện Đào tạo Khởi nghiệp và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Cao. Thứ hai, những chi phí mà Sassy đứng ra thu thì đều là công khai minh bạch và sẽ nói không với chi phí phát sinh. Rồi, số 3 đó là gì? Tỷ lệ đạt visa tại Sassy rất cao. Nhiều trường đỗ là 100%. Cái tỷ lệ đỗ là 100% đó. Ở Sassy thì cam kết hỗ trợ làm việc và làm thêm tại Đức. Thứ năm đó là gì? Hỗ trợ chuyển đổi visa định cư, có thể bảo lãnh người nhà sang sống và làm việc tại Đức. Yếu tố này là yếu tố mà giúp cho ai đó có ý định đặt định cư tại Đức thì yên lòng hơn rất là nhiều. Yếu tố thứ sáu, nếu mà học xong về nước thì cũng được Sassy hỗ trợ để giới thiệu việc làm ở các công ty tại Việt Nam.
Số 7 là Sassy có văn phòng trên khắp cả nước để hỗ trợ và tư vấn khách hàng. Thì đây là một điều mà khách hàng cảm thấy tính tiện lợi của mình rất là cao. Rồi. Thứ 8 là hỗ trợ các thủ tục thuận lợi để vay vốn ngân hàng. Đó. Sassy sẽ có những cái mối quan hệ làm sao mà thủ tục vay vốn nó được thuận lợi nhất và cái mức độ giải ngân là cao nhất. Số 9 là tham gia các chương trình học bổng miễn phí hoặc là giảm một cái phần nào đó học phí đó, khi mà lựa chọn cái quyết định hoặc là cái sự hợp tác với Sassy thì chúng ta có cơ hội được tham gia các chương trình để học và lấy học bổng hoặc là miễn giảm học phí đó, từ nguồn Sassy. Số 10, chúng ta sẽ được định hướng nghề trong quá trình theo học tại Sassy bằng nhiều giải pháp khác nhau. Số 11 là trợ giúp chuyển trường, chuyển ngành học và chuyển vùng. Cái yếu tố này là cực kỳ quan trọng nha. Nếu như ngày hôm nay chúng ta lựa chọn cái trường mà chúng ta đến học, cái ngành mà chúng ta đang theo học và cái địa phương mà chúng ta đang sinh sống, học tập, thì chúng ta mong muốn có những cái ngôi trường tốt hơn, những cái ngành học phù hợp hơn hoặc là những cái vùng địa lý phù hợp hơn, thì Sassy cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Vậy thì đây chính là 11 lý do mà chúng ta hợp tác với Sassy thì chúng ta sẽ có những cái ưu đãi. Sassy là một viện đào tạo khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ cao, nên trong quá trình mà hợp tác với đối tác tại Cộng hòa Liên bang Đức thì có rất là nhiều lợi thế và đơn vị được ký ủy quyền, ủy thác làm nhiệm vụ mà đưa học sinh sang Đức. Đó. Do vậy mà tất cả những cái sự hỗ trợ cho học viên sẽ là kịp thời nhất. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là điều kiện tuyển sinh du học nghề tại Đức nó đơn giản ở mức độ như thế nào. Thứ nhất, về con người. Học sinh, sinh viên, công dân đang học hoặc đã tốt nghiệp phổ thông trung học rồi, có nghĩa là trường cấp 3 đó, hoặc cao đẳng đại học hoặc bộ đội xuất ngũ, lứa tuổi từ 18 đến 32. Hình thức, về hình thức thì nhanh nhẹn, có tinh thần học tập, có thể sống độc lập và có khả năng lao động, có sức khỏe tốt và không mắc các bệnh hoa liễu như là lao phổi, tim bẩm sinh. Bản thân không có tiền án tiền sự hoặc chưa bị trục xuất, chưa bị cấm nhập cảnh tại châu Âu. Có ý thức đạo đức tốt, hạnh kiểm khá trở lên, lễ phép và có thái độ cầu thị, luôn tuân thủ những nội quy của công ty trong quá trình đào tạo. Động cơ đi du học đó là gì? Có mục tiêu học tập rõ ràng, xác định đi học đạt trình độ tiếng Đức từ A2 trở lên và cấp bằng chuyên môn để làm việc. Định cư tại châu Âu hay trở về Việt Nam đều được chấp thuận. Về trình độ thì có học lực từ trung bình khá trở lên. Điểm tổng của học bạ các môn chính là từ 5.0 trở lên. Phổ thông trung học thì 3 năm cấp 3 thì những cái môn học đều có các cái môn chính là trên 5 thời trở lên và không có hạnh kiểm yếu. Đó. Vậy thì lưu ý là nếu như yếu tố con người là đạt rồi, yếu tố về trình độ là đạt rồi, thì chúng ta sẽ lưu tâm đến việc những cái điều kiện khác, đó. Những cái điều kiện khác để mà liên quan đến tình trạng sức khỏe, rồi nguyện vọng của cá nhân. Đơn vị trực tiếp hợp tác với đối tác ở Đức đó là gì? Viện Đào tạo Khởi nghiệp và Ứng dụng Khoa học Công nghệ cao trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Đội ngũ đào tạo là những giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đào tạo khởi nghiệp. Liên kết hợp tác với các tổ chức, các trường cao đẳng đại học, đào tạo nghề có uy tín trong nước và quốc tế. Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta biết một điều rằng là Sassy luôn đồng hành với các bạn bằng trái tim yêu thương, thì các bạn nhớ lên website là sassy.edu.vn để tìm kiếm thêm thông tin nhé. Và Sassy sẽ khác rất là nhiều với những đơn vị làm trong lĩnh vực du học
khác đó là gì? Đây là một viện đào tạo khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ cao trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Nó khác với những công ty làm trong cùng lĩnh vực khoa học, thì các bạn sẽ biết là cái tiêu chí để xét duyệt được một viện nào đó được thành lập, tiêu chí xét duyệt viện được thành lập nha, nó sẽ khác so với công ty được thành lập, đúng không ạ? Và địa chỉ trụ sở ở trong ở 202 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, và trụ sở văn phòng làm việc hiện nay đó là số 01 biệt thự 9, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội đó. Thì chúng ta có điều kiện sẽ ghé qua văn phòng để tìm hiểu thêm. Một lần nữa sẽ cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe.